Chiều 7 tháng 3, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng ở Phú Quốc xác nhận, trong cùng ngày đã có 7 trên 79 căn biệt thự xây dựng trái phép được chủ nhân tự tháo dỡ. Khu đất rộng 18,9 hectare ở ấp Đường Bào do Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang quản lý cho thấy ít nhất có 5 xe cuốc, 1 xe chuyên dụng khoan phá bê tông và hàng chục công nhân tham gia tháo dỡ 7 căn biệt thự xây dựng không phép. Một công nhân tháo dỡ cho biết giá thuê để phá dỡ một căn biệt thự từ 50 đến 100 triệu đồng, tùy theo độ khó và mức độ muốn giữ lại trang thiết bị nội ngoại thất của chủ nhà. Đến thời điểm hiện tại, khu đất 18,9 hectare do nhà nước quản lý có hơn 20 căn biệt thự đã trở lại mặt bằng nguyên trạng. Hệ thống đường điện ở khu vực được người dân tổ chức tháo dỡ. Về mặt xử lý, ít nhất 14 chủ biệt thự đã bị xử phạt hành chính, 3 người khác bị truy tố trách nhiệm hình sự. Ngày 7 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Chu Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gọi tắt là CNS, cùng 9 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị can cùng bị đề nghị truy tố gồm có Nguyễn Hoàng Hoa, cựu chủ tịch hội đồng thành viên CNS, Nguyễn Hoàng Anh, cựu phó tổng giám đốc CNS, Đỗ Văn Nga, cựu kế toán trưởng CNS, Vũ Lê Tùng, Huỳnh Tấn Tư cùng là cựu phó tổng giám đốc CNS, Nguyễn Đức Vượng, cựu chánh văn phòng CNS, Lê Viết Ba, cựu phó phòng tài chính kế toán CNS, Phạm Quý Oanh, cựu kế toán trưởng TIE, là người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại công ty TIE, là công ty con của CNS, cựu phó tổng giám đốc TIE, Hoàng Minh Trí, người đại diện quản lý phần vốn của CNS tại TIE, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS. Theo kết luận điều tra, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Trong đó, đối với công ty cổ phần TIE, CNS chiếm 70% vốn điều lệ. Ngày 15 tháng 1 năm 2019, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của tập thể cán bộ công nhân viên CNS tố cáo Chu Tiến Dũng có một số hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định bị can Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước trong quản lý sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát 17,3 tỷ đồng và thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định trong việc thoái vốn tại TIE, ông Nguyễn Hoành Hoa có vai trò cầm đầu. Theo đó, ông Dũng và Hoa lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Ông Hoa giao nộp hơn 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm. Ngày 7 tháng 3, liên quan đến vụ mẹ kế đánh con riêng của chồng, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án hành hạ người khác. Trước đó, sáng 22 tháng 2, thầy cô trường tiểu học Lợi An 2, xã An Lợi, huyện Trần Văn Thời phát hiện MLMT học lớp 1A có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện nhiều vết thương trên người. Qua xác minh, MLMT bị mẹ kế là HMN, thường trú ấp Cái Bác, xã Lợi An, đánh vào tay, lưng, chân và mông của em với khoảng 20 vết bầm tím. Nguyên nhân được cho là trước đó nghi MLMT lấy trộm 20.000 đồng của cha bà N. Bà N tức giận nên dùng roi bằng nhánh tre đánh vào nhiều nơi trên cơ thể con riêng của chồng. Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời giao công an huyện khẩn trương chỉ đạo công an xã Lợi An điều tra nội dung vụ việc và sớm có kết luận, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm và nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì yêu cầu xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức và Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an điều tra làm rõ sai phạm tại văn phòng đại diện và các chi nhánh của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, gọi tắt là Công ty F88. Quá trình khám xét nhiều chi nhánh của Công ty F88 ở các quận huyện và thành phố Thủ Đức, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ và phát hiện một nam nhân viên của công ty ở thành phố Thủ Đức dương tính chất ma túy. Công ty F88 và các chi nhánh chuyên cho vay tiền có cả trăm nhân viên thu hồi nợ. Thời gian qua, công ty đã đe dọa người vay, có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Cục C02 cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã ập vào kiểm tra khám xét nhiều chi nhánh của công ty F88 trên địa bàn thành phố. Công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động chính ở mảng cho vay tiền, cầm đồ. Hiện F88 là chuỗi cầm đồ cho vay tiền lớn nhất cả nước với khoảng 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc.
Ngày 7 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận vừa có một vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong tại khu dân cư Dòng Chuối, ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Thông tin ban đầu cho biết khoảng 19 giờ 5 phút ngày 6 tháng 3, anh Đê, 24 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, điều khiển xe gắn máy chở theo anh N, 27 tuổi, phía sau, lưu thông trên đường theo hướng xã Thường Thới Hậu A đến về xã Thường Phước 1, thì bất ngờ va chạm sợi dây vàm của hai xe đang kéo nhau qua đường, từ lề phải sang lề trái. Vụ tai nạn khiến anh Đê và anh N té ngã, tử vong tại chỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi, cả hai nạn nhân đều bị đứt vùng cổ, dẫn đến sốc mất máu cấp, gây tử vong. Thông tin từ đội tuyển bắn súng Việt Nam tại Jakarta, Indonesia, dự cúp bắn súng châu Á 2023 dành cho súng trường và súng ngắn hơi do Liên đoàn bắn súng châu Á tổ chức. Vào ngày 7 tháng 3, đội bắn súng Việt Nam giành được một tấm huy chương vàng. Tại bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ, Nguyễn Thị Trang là người mang về kết quả vô địch cho bắn súng Việt Nam. Thi đấu vòng loại cô đạt 571 điểm và cùng đàn chị Trịnh Thu Vinh với 571 điểm đã giành được suất dự chung kết nội dung. Thi đấu chung kết sau các lượt bắn, Thu Vinh đã phải dừng bước và có hạng tư, trong khi Nguyễn Thị Trang lọt vào tranh vị trí nhất nhì với xạ thủ Asifa Rihadatun của Indonesia. Qua các lượt bắn cuối cùng, Thu Trang giành 16 điểm, xếp nhất, nhận huy chương vàng, trong khi đối thủ chỉ đạt tổng 12 điểm và đứng hạng nhì, huy chương bạc.